Xin chào quý vị và các bạn, rét đậm rét hại đang bao trùm hầu khắp miền Bắc, trong đó ở khu vực vùng núi là nơi giá rét nhất. Nhiệt độ về đêm và sáng dao động trong khoảng từ 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Với vùng đồng bằng Trung du Bắc Bộ, nhiệt độ sáng sớm nay chỉ phổ biến từ 9 cho tới 13 độ. Trưa chiều nay nền nhiệt vẫn duy trì ngưỡng thấp, cao nhất trong ngày ở các tỉnh Trung du và đồng bằng chỉ khoảng là từ 15 đến 17 độ, vùng núi chỉ từ 13 đến 14 độ. Cả miền Bắc trời rét đậm, vùng núi rét hại. Dự báo đợt rét này sẽ kéo dài đến ngày thứ Tư, ngày 18 tháng 1, tức là 27 Tết âm lịch, đề phòng băng giá và mưa tuyết xảy ra cục bộ trên các đỉnh núi cao. Với thủ đô Hà Nội, hôm nay trời phổ biến nhiều mây, khô ráo, rét đậm sẽ duy trì trong cả ngày, với mức nhiệt cao nhất không vượt quá 15 độ. Về đêm rét hại với nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 11 cho tới 12 độ. Ở miền Trung, không khí lạnh tác động xuống cũng khiến cho nền nhiệt sáng nay ở nhiều tỉnh thành phố giảm mạnh. Nhiều nơi còn có mưa nữa khiến cái rét càng thêm buốt. Vùng mưa trải dài từ Nghệ An cho tới Phú Yên, trong đó các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam vẫn là những nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày ở ngưỡng thấp, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chỉ từ 17 cho tới 18 độ, trời rét đậm. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam nhiệt độ là từ 19 đến 22 độ, trời rét. Từ Quảng Ngãi đến Phú Yên là 23 đến 25 độ, trời lạnh. Ngay cả khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận nhiệt độ cũng không vượt quá 28 đến 29 độ. Với thành phố Đà Nẵng nằm trong khu vực chịu tác động mạnh của không khí lạnh nên trời vừa rét vừa mưa, thậm chí có lúc mưa vừa mưa to. Mưa sẽ còn duy trì trong cả ngày nên biên độ nhiệt ngày đêm chỉ dao động trong khoảng là từ 18 đến 25 độ. Trong khi đó, nền nhiệt hôm nay ở khu vực phía Nam khá cao, mang lại cảm giác nóng khi nhiều nơi có mức nhiệt lên tới 33 đến 34 độ, như là tại Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Cao Lãnh, Vị Thanh, Châu Đốc, Trà Vinh và cả thành phố Hồ Chí Minh. Trời nắng mạnh, cảm giác khá nóng bức trong thời điểm trưa chiều. Về tối và đêm trời mát mẻ với mức nhiệt hạ về còn khoảng là từ 25 cho tới 26 độ. Các là bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.